Vâng, xin chào Đa Đê, xin kính chào toàn thể các bác cùng anh chị em yêu audio karaoke trên toàn quốc nha. Hôm nay thì tiếp tục với video mới thì em có cái sản phẩm âm ni hàng nổi tiếng của hãng Jaguar với model là PA203N. Hàng em đi lắp và nâng cấp phòng nghe nhạc và hát karaoke cho khách hàng thì em đổi về. Thì xin giới thiệu với các bác cùng anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em để sở hữu cái model này nhé. Thì đây là cái chiếc âm ni với model PA203N nổi tiếng của hãng Jaguar, được thiết kế với cái nguồn điện là sử dụng là 220V và có công suất âm ni là 500W, sử dụng chạy sò công suất là 4 con sò trường JK, một trong những cái loại sò trường mà có một cái chất âm rất chi là tuyệt vời để nghe nhạc và hát karaoke. Thì em tháo bên trong máy ra để giới thiệu các bác, đây là cái vỉ công suất bên phải và đây là vỉ công suất bên trái, rất đẹp. Biến áp nguồn đấy, rất đẹp các bác của anh chị em nhé. Biến áp nguồn rất chi đẹp, vỉ nọc nguồn đấy, màu rất chi đẹp luôn, toàn bộ vỉ mic này, vỉ echo và music master, toàn bộ bên trong máy là sử dụng theo thời gian là nó có tí bụi bẩn vào nhưng mà máy còn zin bản và rất đẹp các bác của anh chị em nhé. Và đây là mé bên mặt ngoài của model mi 203N các bác cùng anh chị em để ý này, mặt máy rất đẹp này, phần music master này và bên này mic này, echo này và music này, rất chi đẹp, toàn bộ mặt máy đẹp như mới nhé. Tất cả các cái volume chỉnh mọi cái tính năng của âm ni là còn rất chi là tốt, toàn bộ rất đẹp, sử dụng nghe nhạc và hát karaoke rất chi là tốt. Thì các bác cùng anh chị em trên toàn quốc là nếu đã đăng ký kênh của Trinh Trang Audio thì được biết rồi, em cũng thi thoảng là có những cái sản phẩm âm ni này về nâng cấp về thì em cũng sẽ bán ngay thôi. Các bác của anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang Audio, địa chỉ quốc lộ 38 Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757589 để được vào hỗ trợ cái thông tin và cũng như là được tư vấn chi tiết về cái sản phẩm em đang bán. Vì là trong cái video thì cái thời gian nó có hạn thì em cũng không nói chi tiết được, em chỉ quay qua giới thiệu về cái nội thất và ngoại thất của cái sản phẩm là nó cái tình trạng như nào là em sẽ báo rõ trên cái video. Thì đây là cái chiếc âm ni thì em giới thiệu hôm nay là tất cả là còn rất đẹp và zin bản, có một chiếc âm nghe nhạc và hát karaoke rất chi là hay. Và ngay sau bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc để các bác cùng anh chị em biết về cái chiếc âm của model em giới thiệu hôm nay, tất cả mọi tính năng là zin bản. Đây em sẽ test thử một đoạn nhạc để các bác cùng anh chị em cùng biết. Em đang test với một cặp JBL bát 40 nhé, JBL bát 40 một bát một kèn, hàng bãi Mỹ, trên 20 triệu của các anh chị em nhé, cặp to nhất này. Đấy, xin mời các bác của anh chị em cùng đón nghe. Chất âm của cái phần nghe nhạc, tất cả mọi cái tính năng chỉnh nghe nhạc, volume to nhỏ, bass và min và tep nó rất chi là ok. Cái chất âm của cái dòng âm ni 203N mà đặc biệt là máy chạy sò JK thì các bác biết rồi, chất âm rất chi là khỏe và cái âm bass, âm min, âm tep nó rất chi là sạch, nó rất mềm tiếng các bác và anh chị em nhé. Giờ em sẽ test thử cái phần quan trọng nhất trong phần karaoke, đó là cái phần mic echo hát karaoke, các bác và anh chị em cùng đón nghe nhé. Đấy, em đang test thử cái mic 1, các bác của anh chị em để ý này.
Em test thử tiếng alo các bác của anh chị em nhé, tiếng alo nhé các bác nhé. Đấy, cái chiếc chiếc mic rất rẻ tiền thôi. Đây các bác của anh chị em để ý này, rất ok này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 đi đi. Mic 1 rất xin ok nhé các bác của anh chị em nhé. Rồi em sẽ test mic 2. Các bác lưu ý là khi rút mic và cắm mic thì cắm nhỏ, vặn nhỏ cái volume xuống nhé. Đấy, ví dụ như để to này là nó sẽ sinh ra cái tiếng lỗ như thế. Nhưng mà khi vặn nhỏ xuống này thì các bác cắm thoải mái này. Sau khi cắm xong rồi các bác để to lên, nó tránh cái tình trạng là nó chết loa. Em test mic 2 các bác của anh chị em nhé. Đi 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 7 đi 6 7 8 9 10 đi. Tiếng mic rất chi là hay, cái tiếng để các bác của anh chị em sử dụng hát karaoke rất dễ chỉnh, rất chi là tuyệt vời. Tổng thể về cái model 2 này 3N hàng được sản xuất tại Trung Quốc và hiện đang có tại Trinh Trang RD là với một cái tình trạng là máy qua sử dụng rồi. Hàng sản xuất tại Trung Quốc các bác cùng anh chị em nhé, sản xuất tại Trung Quốc và theo cái tiêu chuẩn công nghệ là của Hàn Quốc. Toàn bộ máy rất chi là đẹp, cái chất âm 500W nghe nhạc hát karaoke rất hay. Máy còn rất đẹp. Đấy các bác cùng anh chị em qua cái video đã biết rồi. Thì vừa rồi thì em cũng đã test và giới thiệu với toàn thể các bác cùng anh chị em cái model âm ni PA203L được sản xuất tại Trung Quốc và hiện đang có mặt tại Trinh Trang RD với một cái tình trạng là rất chi là đẹp, sử dụng mọi tính năng nghe nhạc hát karaoke rất hay. Các bác của anh chị em có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em qua địa chỉ Trinh Trang RD, địa chỉ Lô 38 Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo cầu. Các bác của anh chị em lưu ý là cái model này rất chi là ít có nhé, và em đang bán ra với cái giá là trên 1 triệu. Các bác của anh chị em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em để sở hữu cái model này. Khỏe và rất hay, nghe nhạc và hát karaoke đều tuyệt vời. Và cuối cùng thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác của anh chị em trên toàn quốc và xin dừng cái video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác của anh chị em trên toàn quốc. Các bác của anh chị em lưu ý là các cái model này là em đăng lên một cái là em bán ngay, và có rất nhiều các bác của anh chị em là hỏi mua thì là em cũng đã bán rồi. Thì các bác của anh chị em có nhu cầu thì bấm vào kênh của Trinh Trang đấy để đăng ký. Và mỗi một khi em test và em đăng lên thì là các bác có thể là theo dõi biết được ngay, và có nhu cầu thì sở hữu được ngay các model em bán nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác và anh chị em.